Đèn bão 3 trong 1 sử dụng năng lượng mặt trời đang làm mưa làm gió mùa hè vừa qua nay đã mở bán trở lại, giảm giá kịch sàn tới hơn 30%, chỉ cho 47 người đặt hàng nhanh nhất. Kiểu dáng lịch lãm, thân đèn bằng nhựa ABS cao cấp, hiện đại và sang trọng. Với sản phẩm này các cô các bác không còn phải lo mỗi khi mất điện, thiếu nguồn điện mỗi khi đi cắm trại, đi dã ngoại cùng bạn bè. Đèn tích điện siêu sáng, quạt đa năng công suất lớn, sạc dự phòng cho điện thoại, máy tính bảng là những chức năng tuyệt vời đến từ đèn đa năng sử dụng năng lượng mặt trời 3 trong 1. Thiết kế nhỏ nhẹ, thông minh, có quai sách cực kỳ tiện lợi giúp các cô các bác dễ dàng mang đi mà không lo cồng kềnh. Các cô các bác có thể sạc điện, dùng pin hoặc tích điện từ năng lượng mặt trời cực kỳ tiết kiệm. Thời gian cho mỗi lần sạc đầy có thể chiếu sáng liên tục 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Đèn được làm từ chất liệu cao cấp với màu xám trông đơn giản nhưng lại cực kỳ tinh tế, sang trọng. Bên em cam kết lỗi một đổi một. Các cô các bác có nhu cầu mua thì hãy ấn vào link đặt hàng ngay bên dưới để nhận được ưu đãi tốt nhất từ bên em nhé.